Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em có nhận được một chiếc băng số của một chú em ở Bến Tre gửi đến căn trình. Đó là chiếc băng số Siêu T3 chạy phần mềm 1.9.1. Và Siêu T3 thì em nhận được của các bác anh em gửi đến căn trình rất nhiều. Trong khi em đang bán Siêu T3 thì với cái việc mà các bác anh em mua của các cái đơn vị mà như vậy là căn chỉnh không tốt ấy, thì nó làm cho các cái anh em bán hàng băng số Siêu lại khó bán. Thế cho nên rằng là em lại thường xuyên chia sẻ các bác anh em như vậy để các bác anh em nắm được rằng là chất âm ở trên băng Siêu, các đời Siêu từ đời thấp đến đời cao là rất là hay. Chẳng qua là căn chỉnh cái dòng băng số Siêu thì phải làm rất nhiều phần nhiều mục thì nó mới hay được. Chứ còn các bác anh em mua của các cái đơn vị ấy, mà cài đặt không tốt thì nó mang tiếng cho các anh em đang bán cái dòng băng số này. Cho nên tại sao em lại hay chia sẻ với anh em như vậy? Bởi vì là em rất hay nhận được các cái dòng băng số của Siêu, mà gần đây là đặc biệt là các cái dòng băng số của Siêu như là VS360 hoặc là T3 hoặc là 510 hoặc 1080. Bởi vì cái việc căn chỉnh ở trên cái dòng băng số này là nó quá tệ. Các bác anh em mua thì dễ thôi, nhưng mua ở đơn vị nào để có một chất âm nó khá hay, bảo là nó trọn vẹn, nó tròn trịa thì nó khó. Thế nhưng mà để mà nó có một chất âm khá hay thì như vậy là sẽ chọn ở đơn vị nào để mà mua. Đây các bác thấy rằng là một cái chất mic như thế này, em không cần phải là can thiệp nhiều vào giải quay dơ mà tập trung vào làm effect tập trung vào làm phần effect, cái đấy mới là cái cơ bản nhất. Thế còn bây giờ như vậy là cứ lao vào làm giải quay dơ. Chứ đối với em có cần gì phải RTA đâu, cần gì máy móc đâu. Không cần phải máy móc, không cần RTA. Để em bật cái bộ mic lên đã. Cần gì phải máy móc, cần gì phải RTA đâu. Nhưng vẫn làm được cho các anh em khá hay. Khá hay như vậy. Bởi vì cái vấn đề effect nó sẽ quyết định nhiều. Bỏ qua cái máy móc, cái RTA đi. Thế thì bây giờ như thế này. Nếu như các anh em ấy mà cứ tập trung vào làm giải quay dơ nhiều ấy thì có lẽ là không có tác dụng đâu. Thì đây nó là cấu hình số 1 này. Cấu hình số 1. Thì đối với em có cần gì máy móc đâu, và quan trọng là làm effect tốt thì nó sẽ hay. Đây cấu hình số 1 này. Vậy hiện giờ thì đang thử ở trên loa full nhá. Kênh số 1 là loa full. Kênh số 1 là loa full và kênh số 2 là kênh loa BB nhá. À kênh số 3 là kênh BB nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9. Cái này là loa full này. Kênh số 1 là loa full nhá. Bây giờ sẽ thử loa BB này để xem là như vậy là dùng RTA để mà đo loa nọ loa kia xem thế nào. Đây này. Kênh số 3 là loa full, à loa BB nhá. 1 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Đây là cấu hình số 1 và đang thử trên loa B nhé. Thế còn đây là loa full này. Kênh số 1 là loa full này. Loa full này. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Cho nên rằng cứ mang máy móc đến mà làm giải quái dơ ấy, vứt đi thôi. Vừa rồi em thử cả loa full là loa B3 kìa, loa B3 bắt 30 màu trắng và loa BB nhá. Tiếp đến là cấu hình số 2 này. Cấu hình số 2. Vừa là thử âm để cho chúng em này có thể yên tâm là sau khi nhận lại chiếc băng số này thì sẽ khá hay. Đây là cấu hình số 2. Xem là cái phần đầu ra này, phần đầu ra có làm gì đâu. Cái phần nâng cao như là Fatone này. Làm có ra gì đâu. Tỷ lệ cho gì vợt đây này, đầu ra này. Đây là chế độ số 2 này. Và thử trên loa full trước nhá, kênh số 1. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Làm như thế mang tiếng cho anh em bán dòng băng số ISO. Tiếp đến là thử loa BB này, BB cho đẩy lớn lên một chút này, BB này. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Có mà loa rời. Loa gì để mà dùng được cấu hình như thế này. Đây là cái 3 này. Cái 3 thử BB luôn này. Đây BB, thử BB luôn này. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Và loa full này, đây thử luôn chế độ số 3 là loa full này, loa full nhá. 1 2 3 4 5 6 Và
các bác sẽ nghe là cái cấu hình số 4 này. Cấu hình số 4 nhá. Số 4. Các bác thấy rằng cái đầu ra này, đầu ra cũng chưa căn chỉnh gì đâu nhá. Đây cấu hình số 4 này. Cổng 1 này, cổng 2 này, cổng 3 này, cổng 4 này, cổng 5 này, cổng 6 này, cổng 7 này, cổng 8 này. Đường vào này, mic này, chưa cần phải căn chỉnh gì nhá. Chưa cần phải căn chỉnh gì. Đây đầu ra này. Và cái cổng 78 mới đang kết nối loa BB. Và cổng 12 là kết nối với loa full nhá. 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 4 4 4 4 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5. Và tiếp đến là sẽ cổng này là cổng BB nhá. Cổng BB này. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. To lên tí này. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 4 7 10 2 3 5 6. Đây là các bác anh em đang nghe trên loa BB nhé. Cổng đẩy số 3 này. Kênh số 3 của đẩy này. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Và bây giờ các bác lại nghe cái cấu hình số 1 này trên loa BB này. Trên BB. Và các giả soát ở cấu hình số 1 nhé. Đây cấu hình số 1 này. Đây là phần mic này. Phần music này. Mic này. Music này. Đây phần đầu ra này. Phần đầu ra. Cổng 1 này. Cổng 2 này. Cổng 3 này. Cổng 4 này. Cổng 5 này. Cổng 6 này. Cổng 7 này. Cổng 8 này. Đây là cấu hình số 1. Và cũng thử trên loa BB nhé. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Và loa full này. Loa full. Bây giờ sẽ thử loa full này. Đây, kênh số 1 là loa full này. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Thì cái cấu hình của em thì thế này. Bây giờ cái cổng số 1 đây, ở đầu ra nhá. Cổng số 1 đang kết nối với lại loa full này. Cổng 78 đang kết nối loa BB này. Bây giờ mở luôn cả hai loa này. Và thử từng loa một nhé. BB này ăn nặng công suất. Cho nên vặn hết tầm luôn. Còn đây, đây là cổng loa full này. Đây là cổng loa BB này. Vặn hết tầm luôn nhé. Thì bây giờ đây là đầu ra này. Bây giờ tắt cổng số 7, số 8 đi này. Đây, tắt cổng số 7, số 8 nhé. Và đây là cổng của loa full này. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Và bây giờ sẽ tắt loa full này, tắt hết này. Cả cổng 1, cổng 2 và cổng 78 đều tắt hết nhá. Và các cái giải quay dơ đầu ra chưa căn chỉnh gì này. Đây đầu vào này cũng chưa căn chỉnh gì này. 1 1 1 1 1 1 1. Thế còn bây giờ là sẽ thử chiếc loa BB này. À, bây giờ là mu te cổng 1, 2 này. Mở cổng 3, 4 này. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 4, 7, 10 2, 3, 5, 6 1, 1, 2, 6 4, 4, 7, 10 2, 3, 5, 6 1, 1, 2, 6. Các bác thấy rõ ràng là chất âm nó khác rồi. Còn bây giờ mở cả 4 loa này. Mở cả 4 loa này. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 1 1 2 4 4 7 10 2 3 5. Đây là cấu hình số 4 này. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 4 4 7 10 2 3 5. Còn bây giờ thử cấu hình số 1 nhé. Để các bác trên xem trên màn hình là cấu hình số 1 này. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Cho nên đối với em không cần phải máy móc gì đâu. Không cần phải RTA đâu. Tập trung vào phần effect thôi. Và đây là các bác thấy được cái sự tương đồng ở cấu hình số 1 và số 4 em làm ấy. Là đầu ra chưa căn chỉnh gì nhá. Còn đầu vào này các bác thấy đây. Đây là phần mic này. Đây là phần equalizer ở trong cái phần effect này. Đây phần equalizer này. 1 1 2 3 4 5 6. Thì vừa là thử âm, vừa là chia sẻ các anh em ấy là làm vang số ấy.
không cần phải cầu kỳ đâu, nhưng mà vẫn có một chất âm mà khá hay thông qua cái thẩm âm của người làm thôi.